trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ bây giờ là 4:30. Dạ, dạ con kính dâng mic đến sư Trí Đức. Con kính thỉnh sư Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 88. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hê Si A Ra Hằng Ta Tha Ga Tô Lô Cô Tha Mô Sắp Bá Ga Rù Huy Chệt Tha Cô Lô Cá Sa Sa Tha Cha Na Đầm Ma Cô Quý Đồ Hoành Đà Ma Hành Tăng Na Ra Phù Cha Này Gia Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Cho Trăng Tô Thượng Giáo Chủ Chí Năng Vô Lượng Tử Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trầm. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát ta sa sát thu nô lô ca nó mình phá sa quy na kha rô cô sắc văn nhu bút thấp bát đi phù tí sanh nhá tô quanh đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan làm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô số quá tá sát xa quá cô thích khà số cà mồ quá cái thầm quá thích thái cô nền đà quá sằng xà đi an nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng na ra phù cái này rất cần Tăng Bảo Thanh Văn Phật Đại Tâm Học Mong Rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thế pháp thành nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình át tế giá tê chê nó xích thà mê ê tú á thanh ân tác xà phí à nú phà quê nó sáng hát xà dê nó xích chặt tú cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 88. Alo quý vị nghe âm thanh nhỏ hay là lớn, vừa hay là có gì trở ngại không? Tốt ha, rồi xa thuốc. Khi nãy cũng có những cái trường hợp mà bị rớt, tức là khi mà có một cái dòng chữ mà nó hiện lên là quý vị không nghe. Kinh lễ thượng tọa Quán Không vừa để mới phát hội. Tốt giấm hả? Rồi, như vậy là nghe tốt ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 88. Tát trà phi ra ti mi chay ya. Tát trà phi ra ti mi chay ya. Tát trà phi ra ti mi chay ya. Hai câu số 2 hít tòa ca mê a kinh cha nô hít tòa ca mê a kinh cha nô hít tòa ca mê a kinh cha nô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Tatra phirati mikhay yahit toa ka me akin chano. Tatra phirati mikhay yahit toa ka me akin chano.
tatra virati micchaya hitva kame akinchano. Rồi, qua câu 3, câu 4 ha. Pariyodhapayyattanam. Và câu cuối cùng. Chittakilesehibandito. Rồi, ôn lại câu 3, câu 4. Pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. Pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. Pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 88. Tatra virati micchaya hitva kame akinchano pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. Tatra virati micchaya hitva kame akinchano pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. Em lần nữa ha. Tatra virati micchaya hitva kame akinchano pariyodhapayyattanam chittakilesehibandito. À, đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai tương đối nó dễ hơn. Tatra virati micchaya hitva tòa ca mê ác kinh cha nô pa ri yô đắp bày giá ác ta năng ít tắc ký lệ xê hi bành đi tô. Quý vị thấy cách đọc thứ hai dễ ha. Ta tra phi ra ti mi chạy giá hít tòa ca mê ác kinh cha nô pa ri yô đắp bày giá ác ta năng ít tất kỳ lệ xê hi bành đi tô. Vậy thì câu Phật ngôn 88 chúng ta có hai cách đọc. Một cách là chúng ta đọc một hơi, cách thứ hai đọc hai hơi. Có nghĩa là cuối câu số 2 nó là một trường âm. Chính vì trường âm đó mà chúng ta cảm thấy sung sướng ha, được dừng lại đó, được thở. Còn nếu mà đọc một hơi, nhiều khi thở không được là nguy hiểm lắm. Rồi, đó là trường âm và đoạn âm. Bây giờ qua lưới kệ. Ở đây, hai câu đầu, 8 từ. Hai câu sau, 9 từ. Cho nên lưới kệ ở đây thì quý vị cứ thấy 4-4 mà làm tới ha. À, nhưng mà phía sau không phải là 4-4 mà 4-5. Rồi bây giờ chúng ta đọc cho ha. Tatra phira ti micchaya hitva kame akinchano pariyoda payyattanam chittakile se hi ban di to tatra pita te me chay ya hi toa ca me a kin cha no bariyoda bay ya ta nam kin ta ki le se hi ban di to. Thêm lần nữa ha. Tatra phira ti micchaya
hình toa ca mê a kinh cha nô bà ri yô đa bây dạ ta năng kinh ta ki lê xê hi ban đi tô hãy cầu vui niết bàn bỏ dục không sở hữu kẻ trí từ rửa sạch câu quế từ nội tâm sa thủ sa thủ xích mê ta xích hà bữa nay tiến bộ ha, dành cái ghế của xích kim nữa. Ồ, xích kim là yếu rồi ha, thua xích hà rồi, xích không ai nữa rồi. Sa thủ xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 88 ạ. Tatra phirati mit chay yahistwa kame akinchano pariyo dabbaya attanang citta kilese hi bandito. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tá đoạn âm, tra trường âm thông thường, phí, rá, tí là ba đoạn âm, mit chay là hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, hít trường âm nhấn, qua toa ca mê là ba trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Tát trà phi ra ti mít chay giá hít toa ca mê a kinh chá nô. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá rí là hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, đá đoạn âm, bay trường âm nhấn, giá đoạn âm, ác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tá ký là hai đoạn âm, lê xê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ba ri dô đa bày giá ác ta năng chích tá ký lệ xê hi bành đi tô. Ta trà phi ra ti mít chạy giá hít toa ca mê a kinh cha nô. Ba ri dô đa bày giá ác ta năng ta ki lệ xê hi bành đi tô. Ta trà phi ra ti mít chay giá hít toa ca mê a kinh cha nô. Ba ri dô đa bày giá ác ta năng chích ta ki lệ xê hi bành đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu quế từ nội tâm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ta trả phi ra tì mít chay ya hít toa ca mê a kinh cha nô. Bà rì yô đa bày ya át ta năng ta ki lê sẽ banh đi tô. Dạ, con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sàng Khà. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con cô Tuấn và đạo tràng, dạ cảm ơn cô cho biết tin hiệu của mẹ tả, dạ con hôm nay mạo muội đi lên sớm, dạ để con bài đọc
Phiratim chay ya hit tòa ca me a kinh cha no Variyo da pe ya atta nam chit taki le se hi ban di to Tatra Phiratim chay ya hit tòa ca me a kinh cha no Variyo da pe ya atta nam chit ta ki lệ sề hi bàn đi tàu. Hãy vui, hãy cầu vui niết bàn bỏ dục không sở hữu kẻ trí tự rửa sạch cấu ế từ nội tâm. Bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích tá đoạn âm tra trường âm thông thường phí rá tí ba đoạn âm mít trường âm mít chay hai trường âm nhấn giá đoạn âm hết trường âm nhấn toa trường âm toa ca mê ba trường âm thông thường á đoạn âm kinh trường âm thông thường chá đoạn âm nô trường âm thông thường tách trà phi rắc ti mít chày giá hít toa ca mê á kinh chá nô bá đoạn âm rí bá rí hai đoạn âm vô trường âm thông thường đá đoạn âm bày trường âm nhấn giá đoạn âm ác trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đặt từ dạng nguyên âm chích trường âm nhấn tá đoạn âm ký đoạn âm lê xê hai trường âm thông thường hí đoạn âm bá đoạn âm nó dạ ban trường âm nhấn dạ con xin sám hối ban là trường âm nhấn đi đoạn âm tô trường âm thông thường bario đắt đầy giá át tà nằm chích tắc kỳ lề xề hi bàn đi tô tắc trà phi rắc chi mắt chề giá hít tòa cà mê a kinh cha nô bario đắt Bariyo đa bày giá át tà nằm chích ta kỳ lệ xề hi bàn đi tồ tách trà phi rắc tí mắt chề giá hít tòa cà mê a kinh cha nô Bariyo đa bày giá át tà nằm chích ta kỳ lệ xề hi bàn tồ hãy cầu vui niết bàn bỏ dục không sở hữu kẻ trí tự rửa sạch cấu ế từ nội tâm bản dịch và thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, dạ con có sai xin ngài và đạo tràng chứng sửa. Dạ con xin trao mít cho cô kinh. Alo 123 123. Hôm nay Sĩ Hà đọc trước coi như là Sĩ Kim ha. Sĩ Kim trong khi chờ đợi nghe Sĩ Hà đọc thì thấy Sĩ Hà có sai chỗ nào không? Chỉ giọng kinh và phân tích chứ không có đọc giọng kệ nha. Đó là Sĩ Hà. Nhưng mà Sĩ Hà vừa đọc xong, Sĩ Kim nè, Sĩ Hồng Mai đưa tay chờ. Trong khi chờ phải đợi phải không? Có chữ nhân nữa, đó đúng rồi. Bánh trái mà không có cái nhân ở bên trong là xin lỗi, cái bánh nó ăn dở lắm. Bánh nào cũng phải có nhân hết đó. Thì khi mà lên đọc kinh hoặc là đọc kệ hay là sinh hoạt như thế này, cái nhân nó quan trọng lắm. Rồi Sĩ Kim biết Sĩ Hà Quỳnh Giang Quân nhân Kim ơi đó, nhưng mà thấy rõ, không thấy rõ là trong ngoài người đưa tay chờ đợi nè, đưa tay chờ đợi chắc là phải nghe rõ Sĩ Hà đọc như thế nào. Rồi bây giờ mời hai bàn tay này, ai cầm mic trước là nói ha. Rồi xin mời.
Con xin kính chào sư trí đức, sư quán phòng, con biết có thừa nữa, và các sư, các cô tu nữ và quy phật tử. Sư con để dấu hiệu 1212, con cứ nghe cổ đọc rồi cái gì đức đọc đức, con đâu có biết chỗ nào đâu mà gờ. Thì con cho bông qua để mà kiến thức thôi, chứ con không có nghe rõ. Có chữ con nghe, khi cô có đọc 4 chữ con nghe được 2 chữ, có khi được 3 chữ, có khi ngừng đó, con không biết cổ đọc chỗ nào sai chỗ nào đúng đó. Con nói thiệt á, cái đường truyền của cổ nó bị đứt á, con không biết cái nào hết. À, thành ra con không biết cổ sai cái nào, nhìn chắc có sai cái gì, tại vì sư nghe rõ chứ đường truyền của cổ con nghe không có rõ, con không biết. Chẳng hạn cho nó mít chay giá ra rồi mít chay rồi cái tới rồi nô trường âm thông thường chẳng hạn như vậy, con không nghe cổ nói mấy ông kia thật sự vậy đó. Thành ra con không biết cái nào đúng cái sai. Con bây giờ con xin trả lại đi, rồi sư coi lại, sư coi cái nào sai thì sư ấy đi. Thì cổ học lâu rồi, nếu mà alo xa đâu sửa đó cho, bây giờ để xíu nó nguội đi à. Bây giờ rồi còn công việc thì làm sao đây? Bây giờ sẽ ai tìm ở trong đạo tràng đức gì nữa? Hồng Mai Chí Hồng số 1 đi. Có thấy Sĩ Khả sai chỗ nào không? Alo Hồng Mai. Dạ thưa sư, lần mới đầu thì con nghe nhỏ là con không nghe, con cũng không nghe rõ lắm, nhưng mà con có công việc bận phải đi ra ngoài nên đến khi gần hết thì con mới vô. Thì con thấy là gần hết rồi nên con mới cho bông hoa, chứ thật sự là con không có theo dõi thưa sư. Con xin sám hối thưa sư. Alo cái gì bù chắc không phải chất quốc luôn ha? Đúng rồi, xích kim bù chắc là chất quốc này, xích hồng mai cũng vậy. Âm thanh kỳ quá vậy, khi nãy thấy xích hồng mai lễ ba tam bảo rồi âm thanh lớn lắm mà. Sợ chỉ lỗi của người khác rồi quan trái hay sao á hả? Không dám hả? Sai thì sửa cha. Chứ bây giờ học sai mà coi như bù chắc là chất quốc, không chịu sửa mà coi như là nói cái đường truyền nghe không được, đức quảng rồi thế này thế kia, không được. Thiên vị kiểu này là không được ha. Có bốn pháp thiên vị: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì si mê. Chính những cái sự thiên vị này chúng ta không tiến bộ. Rồi bây giờ mời Sĩ Hà. Chỉ Hà nói biết cái chỗ mình sai. Rồi xin được thấy bàn tay của Chỉ Hà và tự mình tự phê đi ha. Chỉ ra cái lỗi của chính mình cái đó mới là anh hùng chứ ai mà nói nên chỉ dùng cái lỗi người ta cái thế này thế kia đường truyền rồi cái đức quảng. Rồi mời Chỉ Hà ha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm, dạ Nam Mô Sàng Khai, dạ. Không biết đạo tràng có nghe được con không ạ? Tại vì con... Dạ, cảm ơn cô Thiên Vũ. Dạ, Ngài ơi, con... con đọc sai, con nghĩ là con đọc sai cái chữ Akin Channel. Thì có thể con phân tích là trường âm thông thường, nhưng mà nó là trường âm nhấn. Thì cái chữ kinh là cái trường âm nhấn, không phải trường âm thông thường. Cái đó là con nghĩ con sai chỗ đó.
Dạ có đúng không? Dạ con trao mít. Dạ hôm nay con, dạ ngài đưa con ra làm bình đạn hay sao? Con nó cũng muốn nổi lắm đâu. Dạ con trao mít này. Con xin kính chào sư chế đất các sư, các cô tôi nữ và quy Phật tử. Vậy sư có vừa bụng chưa vậy? Đó, bây giờ cổ nói lại con vẫn nghe cờ đứt. Thì làm sao mà con nói, con chả có sợ ai hết á. Nếu mà sai thì con nói thôi. Nếu con đâu ấy còn một là con không nói gì hết á. Con đi ra ngoài con không nghe gì hết là con không nói gì hết. Còn con thấy sai thì nếu mãi thì con nói. Thật ra con không nghe rõ đó sư. Lúc mà con để vô là con đã, trước khi mà cổ hết cái bài này là con đã để 1212 rồi, là con không có nghe rõ. Con thấy có nhiều cổ đứt khoảng mà con không chắc, không biết được. Con nghe có rõ không? Tại đường truyền thì nó có dám thôi. Thôi giờ con trả bài nghe sư, có gì thì sư sửa cổ nha. Cổ cũng gung lắm rồi đó. Cổ nghe bánh mà có nhân là cổ sợ rồi, cổ gung rồi đó. Thì mất hồi... chẳng hạn như vậy nè, con đề nghị một hồi cô Hà, cô Linh có đọc lại thì tụi con sẽ nghe rõ hơn. Nếu mà nghe không rõ thì tụi con cũng sẽ cho biết là đừng chuyện bị đứt giống vậy đó, thì chịu thôi chứ bù chắc chất quốc thôi sư. Thôi con trả bài đi để sư nói, để mấy người khác chờ giờ đợi nữa mất công lắm. Con cũng phải đi có công chuyện luôn nữa. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 88. Ta cha bi ra ti mít chay ya hít to kha me a kin cha no ta li yo da phai ya a ta nang chit ta ki le se hi ban di to. Ta cha bi ra ti mít chay ya hít to kha me a kin cha no ta li yo da phai ya a ta nang chit ta ki le se hi ban di to. Phân tích câu 1 và câu 2. Trời ơi, con lên con đọc gì ba bốn người rõ, con cũng quên coi có nghe đừng chuyện con nghe rõ không. Tá trường âm, tá đoạn âm, thấy chưa? Tá đoạn âm, tra trường âm thông thường, thí rá tí ba đoạn âm, mít chay hai trường âm ngắn, giá đoạn âm. Câu số 2, hít trường âm ngắn, toa ca mê ba trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh trường âm ngắn, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ta cha bi ra ti mít chay giá hít tò kha mê á kinh chá nô ba đi dồ đá phầy giá ác tà nặng chích ta ki lề xề hi tành đi tồ. Phân tích câu số 3. Bá rí hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, đá đoạn âm, ba trường âm ngắn, giá đoạn âm, ắt trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, chích trường âm ngắn, tá ký hai đoạn âm, lê xê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, banh trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sư ca kệ, kệ sao cũng được, không sư? Sư không có gầy con ha. Đọc kệ, con thích đọc cái kệ nào mà vui vui đó sư. Cái giọng mà buồn buồn nghe chán dữ. Con nghe con thù thảm quá. Ba đi dồ đá thầy giá ắc tà nặng chích tá ký lề xề hi bành đi tồ. Ta cha bi ra ti mít chay giá hít tòa kha mê ác kinh cha nô ba đi dồ đá phầy giá ác tà năng chết ta chi lề xề hi bành đi tô. Ta cha bi ra ti mít chay giá hít tòa kha mê ác kinh cha nô ba đi dồ đá phầy giá ác tà năng chết ta chi lề xề hi bành đi tô. Ta cha bi ra ti mít chay ya hít to kha me a chin cha no ba li yo da phai ya ak ta nang chit ta ki le say ban di to.
ca cha bi ra ti mất chay ya hình to kha mê a chân cha nô bà li yô đa tay ya ác ca năng chết ta chi lê xê hi ban đi tô hải cầu vui niết bàn sở dục không sở hữu kẻ trí tự rửa sạch cấu quế từ nội tâm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ta, con có sai cái gì, con có bao nhiêu nhân, con xin sư và các đạo tràng cho con biết rõ. Chàng đét ơi, không thấy con mình cô Hồng Mai cho bông qua vỗ tay vỗ chân, còn sư đi mất điên vậy sư. Thôi con trả máy lại ạ. Dạ, con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ sư Trí Đức, kính lên lễ sư Quán Không, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn Hà, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hà, cảm ơn chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Và con xin đọc câu pháp cú, cả bài câu pháp cú số 88. Tát trà phi ra ti mít chày gia hít tòa ca mê a kinh cha nô pa ri yô đa pay gia áp ta năng chít ta ki lê sê hi bằng đi tô. Tát trà phi ra ti mít chạy ya hít tòa ca mê a kinh cha nô pa ri yô đa pay gia áp ta năng chít ta ki lê sê hi bằng đi tô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tá là đoạn âm, tra là trường âm thông thường, hí, rá, tí là ba đoạn âm, nít, chay là hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, hít trường âm nhấn, toa, ca, mê ba trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ta trà phía ra tí mít chay giá hít tòa cà mê a kinh channel. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tá rí hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, đá đoạn âm, tay trường âm nhấn, giá đoạn âm, áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tá ký hai đoạn âm, lê xê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ta ghi dô đá tay giá áp tà năng chít ta ki lê xê hi bằng đi tô. Và con xin đọc lại câu pháp cú số 88. Ta trà phi ra ti mít chạy giá hít tòa ca mê a kinh cha nô ta ghi dô đá tay giá áp tà năng chít ta ki lê xê hi bằng đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ta tra phi ra ti min chay ya hit toa ka me a kinh cha no pa yo da pa ya ta năng citta ki le se hi pandito ta cha phi ra ti min chay ya hi toa ka me a kin cha no ba ri yo da pa ya an ta nang citta ki le se hi pandito. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng tỉnh sửa giùm con ạ. Dạ, kính cảm ơn sư đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 88. Ta trà phi ra ti mít chay ya hít tòa ca mê a kinh cha nô pari yo da bay ya atta nang chit ta ki le se hi đành đi tô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tá đoạn âm, tra trường âm thông thường, phí, rá, tí ba đoạn âm, mic, chây hai trường âm nhấn, giá,
đoạn âm, hít, trường âm nhấn, toa, ca, mê. Ba trường âm thông thường, á, đoạn âm, kinh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Tác trà phí ra tít mít chây giá hít tòa ca mê ác kinh chắc nô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Bá, rí, hai đoạn âm, vô, trường âm thông thường, đá, đoạn âm, tây, trường âm nhấn, giá, đoạn âm, ác, trường âm nhấn, ta, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít, trường âm nhấn, tá, ký, hai đoạn âm, lê, xê, hai trường âm thông thường, hí, đoạn âm, đanh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Ba ri yo đa bê ya áp ta năng chít ta kít lê xê hít đanh đi tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 88. Ta cha phi ra ti mít chay ya hít tòa ca mê a kinh cha nô. Ba ri yo đa bê ya áp ta năng chít ta kít lê xê hi bành đi tô. Ta cha phi ra ti mít chơi ya hít tòa ca mê a kinh cha nô. Ba ri yô đa phay ya ta năng chít ta kí lê xê hi bành đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Đó là dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin chia sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Con đảnh lễ ơn con kính ơn Đức Phật. Con kính đảnh lễ Pháp con Đức Phật. Con lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Và con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 88. Tát trà phi ra ti mít chày giá hít tòa ca mê a kinh chát nô. Ba đi dồ đa bày giá áp tà năng chít ta ki lê sê chí bàn đi tô. Và con xin phân tích câu 1, câu 2. Tá là đoạn âm, tra là trường âm thông thường, hí, phí, rá, tí là ba đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ca mê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ta trà phi đa ti mít chày gia hít tòa ca mê a kinh chá nô. Giờ con xin phân tích câu 3, câu 4. Đá đí hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, đá đoạn âm, tây trường âm nhấn, giá đoạn âm, áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tá ký hai đoạn âm, lê xê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ba đi dồ đa bày giá át tà năng chít ta ký lê xê hí bàn đi tô. Giờ con xin đọc lại bài. Ta trà phê đa ti mít chạy ra hít tòa cà mê á kinh chá nô. Ba đi dô đa bày ra át tà năng chít ta ti lệ xê hi bàn đi tô. Ta trà phê, dạ con đọc lại.
tất cả phi ca ti mít chạy ra hết tòa cả mê a cần chát nô ba đi dù đã bày ra át tà năng chít các cái lệ xê hi bàn đi tù. Dạ con xin kể. Ta cha phi ta ti mê chạy ra hết tòa cả mê a cần chát nô ba đi vô đá bay ya át ta năng chê ta khi lê xế bán đi tổ. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu ế từ nội tâm. Dạ con đọc phân tích và kệ xong, còn có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tôn nữ quý đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin dâng mắt này cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn và xin mời vị tiếp theo. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ con kính lễ sư Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 88 ạ. Tra phi ra ti mê chạy ya hi tòa ca mê a kinh cha no pa ri yô đa bày ya a ta năng chi ta ki lê se hi bàn đi tô. Tra phi ra ti mê chạy ya hi tòa ca mê a kinh cha no pa ri yô đa bày ya a ta năng chi ta ki lê si tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu trí, cấu uế từ nội tâm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Tà bản âm là trường âm thông thường, phí, rá, tí là ba đoạn âm, mít là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ca mê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Tát ra phi ra ti mê chạy ya hi toa ca mê a kinh cha nô. Pá rí là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, pay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá, ký là hai đoạn âm, lê, xê, thường, hí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô, thông thường. Ari yo da bay ya ata nang te se hi ba an di tatra afira chay toa ka me a king cha no pari yo da bay ya ata nang chitta ki le se hi ban di to. Dạ con xin kể. Tatra phira ya hi toa ca me a kinh cha no pari yo da bay ya an chitta ki le se hi ba hi to ta tra phi ra tin chay ya hi toa ca me a kinh cha no Pariyoda bhaya anta nang chitta kile sehi pandito. Hãy vui niết bàn, bỏ không bút, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm, dịch của Thích Minh Châu. Đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con sư đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng.
Dạ, xin mời. Dạ, cảm ơn Sư Kim Nhung. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ. Ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho nên tôi biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu Pháp Cú số 88. Dạ, con cảm ơn cô Phúc Hạnh. Ta tra phi ra ti mi chê ya hi tua ka me a kin cha no pa ri yo da pe ya ak ta nang chit ta ki le se hi pan di to ta tra phi ra ti mi chê ya hi tua ka me a kin cha no pa ri yo da pe ya ak ta nang chit ta ki le se hi pan di to. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ta tra phi ra ti mi chê ya hi tua ka me a kin cha no. Dạ, câu số 1, ta là đoạn âm, tra là trường âm thông thường, phí ra là ha, tí là ba đoạn âm, mi là trường, chê là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Dạ, câu số 2, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ca mê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ba ri yô đa bê ya ác ta năng chít ta ki lê xê hi bần đi tô. Và câu số 3. Bá rí là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, bê là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, chích là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ký là đoạn âm, lê, xê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ta tra phi ra tích mê chê ya hít tua ca mê a kinh cha nô ba ri yô đa bê ya ác ta năng chích ta ki lê xê hi banh đi tô. Hải cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu ới từ nội tâm. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu Pháp Cú số 88. Ta tra phi ra ti minh chê ya hin tua ca mê a kinh cha nô ba ri yô đa bê ya ác ta năng chít ta ki lê sê hi bân đi tô. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Xin mời Giang Nhật Hạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Quán Không, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Thấy bàn tay của Giang Nhật Hạ mà. Nên con xin đọc câu Pháp Cú số 88 ạ. Ta tra phi ra tình mít chay ya hi tòa ca mê a kinh cha nô ba ri yô đáp ya a ta
bà nàng chít ta ký lê xê hi bàn đi tô ta trà phi ra tí mít chày giá hi tòa cà mê á kinh chá nô. Tá là đoạn âm, tra là trường âm thông thường, phí rá tí là ba đoạn âm, mít là mít chay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, ca mê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ta trà phi ra ti mít chày giấy tòa cà mê á kinh chá nô. Ba ri dô đá bày giá á tà năng chít tá ki lê xê hi bàn đi tô. Bá rí là hai đoạn âm, dô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm, chít là trường âm nhấn, tá, ký là hai đoạn âm, lê xê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ta trà phi ra ti mít chày gia hi tòa cà mê á kinh chá nô. Ba ri dô đá bày gia á tà năng chít tá ki lê xê hi bàn đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kể trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ta cha phi ra ti mi chay ya hi to ka me a kin cha no ba ri yo da fa ya ta nang chi ta ki le se hi ban di to. Dạ, con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 88 ngày hôm nay ạ. Tatra phiratimit jay yahitwa kame akin chano bari yo dapha ya atta nang chitta kile se hi bandito. Tatra phiratimit jay yahitwa kame akin chano bari yo dapha ya atta nang chitta kile se hi bandito. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tatra phiratimit jay yahitwa kame akin chano. Tá là đoạn âm, tra là trường âm thông thường, phí, rá, tí là ba đoạn âm, mit, jay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hit là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ca, mê là trường âm thông, là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, là trường âm thông thường. Tatra phiratimit jay yahitwa kame akin chano. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Bariyo dapay ya atta nang chitta kile se hi pandito. Bá rí là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, pay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá, ký là hai đoạn âm, lê, xê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm,
Banh là trường âm nhấn, Đí là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Pariyo dapi ya atta nang citta kilese hi bandito. Dạ con xin đọc lại ạ. Tatra firati mitteya hitwa kame akinchano pariyo dapi ya atta nang citta kilese hi bandito. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tatrafirati mitraya hitwa kame akinchano bariyoda paya attanang chinta kile sehi bandito. Tatrafirati mitraya hitwa kame akinchano bariyoda paya attanang chinta kile sehi bandito. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin kính mời sư Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Khâm, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 88. Tatra firatimik chayya hitoa kame akinchano pariyo dappaya attanang citta kilese hibandito. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Dạ con xin kệ. Tatra virati me chaya hitoa kame akinchano pariyo dappaya attanang citta kilese hibandito. Tata firati me chaya hitwa kame akinchano pariyo dappaya attanang citta kilese hibandito. Tata firati me chaya hitwa kame akinchano pariyo dappaya attanang citta kilese hibandito. Dạ con xin hát ạ. Xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ sa thú làm tha kính chư anh đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào đạo tràng. Dạ bây giờ con xin phân tích câu pháp cú số 88. Cảm ơn Tâm Hạnh. Tatra virati mitraya hitwa kame akinchano pariyo dappaya attanang citta kilese hibandito. Ta đoạn âm cha trường âm thông thường, hí ra tí ba đoạn âm, nít trường âm nhấn, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, hí trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, ca mê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá rít hai đoạn âm,
Vô trường âm thông thường. Đá đoạn âm. Bay trường âm nhóm. Giá đoạn âm. Áp trường âm nhóm. Ta trường âm thông thường. Năng trường âm giọng nguyên âm. Chích trường âm nhóm. Tá ký hai đoạn âm. Lê chê hai trường âm thông thường. Dí đoạn âm. Panh trường âm nhấn. Dí đoạn âm. Tô trường âm thông thường. Đặc biệt là những tình trạng ta ca phi ra chi miết chạy ra thì hoa ca mê a tình cha nô ba di yêu cha phải ya a ta năng chi ta chi lê dê y văn đi tô ta ca phi ra chi miết chạy ra đi tô ca mê a tình cha nô ba di yo da pe ya atta nan itta kile vehi pandito. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kể trí từ nửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Của thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chị Liên đã phân tích. Nếu có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên sẽ kính mời Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh có nghe âm thanh nghe không? Dạ, yên xin chúng mất ạ. À, kính mời Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Sức Niệm Từ, nên Nhật Quỳnh chờ mà do má Nhật Quỳnh, chứ không phải Niệm Từ đưa tay, phải không Niệm Từ? Dạ, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cho con xin phép, con chạy ra, con trở lại, chứ con thấy bàn tay của Sức Niệm Từ, con ngại quá. Con kính lễ hồi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Tổ Tạo Quán Không, con kính lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính lễ Đại Đức Tọa Đức, kính lễ quý bài cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tạ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 88. Ta cha phi ra ti mạch chạy ra hi tòa mẹ a kinh cha nô ba rư rô đa bày ra át ta nàng chi ta ki lệ sê hi bàn đi tô. Ta cha phi ra ti mạch chạy ra hi tòa Kameo Bari Rota Bay Atta Nang Chitta Kile Sehi Bandito. Con xin phân tích cả bài luôn. Tá là đàn âm, cha là trường âm thông thường, phí là phí, giá là giá, tí là ba đàn âm, mic là trường âm nhấn, chây là trường âm nhấn, rá là đàn âm, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ca mê là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, nô là trường âm thông thường,
Bá rí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, bây là trường âm rán, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tá ký là hai đoạn âm, lê xê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Đã, con xin đọc lại toàn bài. Ta cha phi ra ti mê chay ra hi ta ca mê a kinh cha no ba ri ro da rai ra a ta nang chi ta hi ta ki lê se hi ban đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Đấy của bạn gì Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin kệ. Ta cha phi ra ti mách chay ya hi ta ca mê a kinh cha no ba ro ri bê rầy át ta năng chính kỳ sê sê hi ban đi tô. Ta cha phi ra ti mệnh chay ya hi ta ca mê a kinh cha no ri rô đa bày ra ta năng chính kê chít ta kê lê si hê ban đi tô. Dạ con đã đọc và con có phân tích và kệ xong, con có sang một ngày trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời con dừng mic lại cho cô. Dạ sa thú kính cảm ơn Văn Thanh. Dạ cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Thượng Tọa Quán Không Đại Đức Pháp Trang Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và không biết cô tu nữ Phúc Hạnh ôn bài chưa vậy cô? Cô tu nữ Phúc Hạnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Và cô đã ôn bài chưa? Và Đại Đức Pháp Trang có ôn bài chưa? Cho con xin một tín hiệu ạ. Và còn vị nào chưa ôn bài thì kính mời bàn tay. Dạ, cảm ơn Quang Thanh nha. Dạ, vậy bây giờ dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh, cảm ơn cháu Phan. Dạ, vậy con bây giờ con xin được trả bài câu Phật kinh số 88. Tattra phirati mikchay yahita kame akinchano ba đi giờ ta bày ra áp ta năng chết ta khi lệ sẽ hi bàn đi tô ta ta khi ra tin nít chạy ra hết ta cả mẹ á kinh cha nợ ba đi giờ ta bày ra áp ta năng chết ta khi lệ sẽ hi bàn đi tô. Dạ con xin phân tích bốn câu một lần luôn ạ. Tát trường âm nhấn a trường âm thông thường phí ra ha, phí ra tí ba đoạn âm mít trường âm nhấn chay trường âm nhấn giá đoạn âm hít trường âm nhấn toa ca mê ba trường âm thông thường nhấn chá đoạn âm nô trường âm thông thường bá rí hai đoạn âm vô trường âm thông thường đá đoạn âm bay trường âm nhấn giá đoạn âm áp trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
chích trường âm nhấn tá ký hai đoạn âm lê xê hai trường âm thông thường hí đoạn âm banh trường âm nhấn bí đoạn âm tô trường âm thông thường tất tà phi ra ti mít chạy ra hít tò cả mê ác kinh cha nô ba đi dờ đắc bày ra áp tà năng chích tắc ký lệ xê hí ban đi tô hãy cầu vui niết bàn bỏ dục không sở hữu trẻ trí từ rửa sạch câu uế từ nội tâm. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con xin được kệ à. Ta trả bi ra tì mịt chay ya hê to ca mê a kính cha nô bà ri yô đa bệ gia a ta năng chị ta ti lê dạy hi ban đi tô. Đà trà phi ra tịch minh chay ya hê to ca mê a kính cha nô bà ri yô đa bệ gia a ta năng chê ta ki lê sa hi ban đi tô ta ta vi ra ti mít chay ya hê to ca mê a kính cha nô bà ri yô đa bệ gia a ta năng chê ta ki lê sẽ hi ban đi tô nam mô bích tha giá. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ minh chào thi na và vào đạo tràng. Thi na ơi, mới vào hay là rớt mít rồi trở lại vậy thi na? Dạ cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Thi na có nghe được âm thanh nhục bình không? Alo, thi na có nghe được âm thanh nhục bình không? Cho nhục bình một tín hiệu đi. Cảm ơn Hồng Mai. Thì Na có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Không biết Thì Na trả bài chưa vậy quý vị? Dạ, Nhật Quỳnh nặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh chưa biết vị nào trả bài rồi ha? Chị nào chưa trả bài à? Nếu Thì Na trả bài rồi thì thôi, còn chưa trả bài thì xin đưa bàn tay. Thì Na ơi, dạ, con không thấy bàn tay của vị nào hết. Dạ con cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng à. Rồi Thi Na đường nét không ổn rồi. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài Chí Đức à. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Alo 1 2 3 1 2 3. Quý vị nghe rõ ha? Ai xa thu xa thu. Hôm nay giọng đọc ai cũng hay hết. Chỉ có Sĩ Thà sai có một chút mà kiếm chuyện làm quý vị hơi buồn buồn ha. Không sao. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Tatra Piratimichaya. Tatra Piratimichaya. Câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu này. Quý vị thấy một nhóm từ hả? Đi một loạt như vậy. Nhiều khi thấy chúng ta coi như cảm thấy hơi rối. Nhưng mà bây giờ ở đây nó do hai từ mà chúng ba từ luôn. Chữ tatra là một nè, apirati apirating là hai nè, ichaya là ba. Bây giờ chúng ta cắt đoạn ra để thấy ý nghĩa của những từ này. Chữ tatra đây là một trạng từ, có nghĩa là ở đó.
Tatra là ở đó. Rồi từ thứ hai là Apiratin. Apiratin, Apiratin do cái động từ Apirati, có nghĩa là thỏa thích. Thì Apirati đây là một danh từ nữ tính hả? Ikaranta Ithilinga, nhưng mà được kia theo đối cách số ít đối tỷ gia quyền phát tí ai cao quá trình á, cho nên Apirati biến thành Apiratin. Rồi chữ ích chay giá ở phía sau, ích chay giá à, đây là một động từ số ít, nó lên sự mong mỏi, nên mong mỏi, nên mong muốn. Ích chay giá, nên mong mỏi, nên mong muốn. Thì bây giờ cái câu này có nghĩa như thế nào? Ở đó sự thỏa thích nên mong muốn, hay là nên mong mỏi sự thỏa thích ở đó, chúng ta có thể hiểu ngược hiểu xuôi à, theo cái câu này ha. Chữ chữ Apirati chứ không phải là Pirati, không Apirati à, Tatra cộng với Apirati thì thành Tatra Piratin. Rồi bây giờ câu số 2, Apirati đúng rồi. Không, chữ chữ Tatra là ở đó. Apiratin, Apiratin là do cái từ Apirati. Apirati khi mà chưa chia, còn khi mà chia qua đối cách thì nó Apiratin. Apiratin à, đúng rồi. Echaya. Rồi câu 1 vậy là chúng ta thông qua ha. Bây giờ qua câu số 2. Câu số 2, hít tòa ca mê á kinh chá nô, hít tòa ca mê á kinh chá nô. Chứ hít tòa đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi đã từ bỏ. Hít tòa sau khi đã từ bỏ. Rồi ca mê do cái từ ca má, ca má là một danh từ tính akran tap phung linh ga, và ca má ở đây được chia theo đối cách số nhiều, đu tỷ giáo quy phát tị và hú quan trần hạ à, cho nên ca má biến thành ca mê. Ca mê là các dục. Rồi, Akinchano, Akinchano, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A ở phía trước, có nghĩa là không. Và Kinchano do cái từ Kinchana, Kinchana là một danh từ trung tính Akrantanapum Sakalinga. Kinchana có nghĩa là bất cứ cái gì, nhưng mà Kinchana ở đây được đứng làm chủ từ số ít. Bạch Tham Á Ngài Câu Quá Chana Quỳ Phát Tí, cho nên Kinh Chành Á biến thành Kinh Chành Nô, mà có Á ở phía trước có nghĩa là không có cái gì. Chữ Kinh Chành Á có nghĩa là bất cứ cái gì, nhưng mà đây có chữ Á ở phía trước có nghĩa là không, không có cái gì. Vậy thì hít toa ca mê ác kinh cha nô, sau khi từ bỏ các dục thì không có cái gì hết à, từ bỏ rồi còn cái gì nữa mà có, cho nên sau khi từ bỏ các dục là không có cái gì hết
có hồi nào bỏ tiếc là lượm lên thì khi đó mới có. Như ở trong room chúng ta có tượng tổ quán không, đây cũng chẳng có gì hết, quán vắng mà không có cái gì hết, có cái không mà rồi có cái không là lượm đi. Còn ở đây sau khi từ bỏ các dục thì không có cái gì hết, muốn lượm cái không thì lượm lên đi. Câu số 3. Pariyo dappai ya atta nang. Pariyo dappai ya atta nang. Ở đây pariyo dappai ya. Ở đây chúng ta thấy rằng cái từ này do cái động từ pariyo dappe ti. Pariyo dappe ti. Động từ này có nghĩa là thanh lọc, lau chùi. Thanh lọc, lau chùi. Mà ở đây động từ số ít này pariyo dappai ya là nên thanh lọc, nên lau chùi. Pariyo dappai ya nên thanh lọc, nên lau chùi. Rồi thanh lọc lau chùi cái gì? Attanang. Chữ Attanang. Attanang do cái từ Atta mà chữ Atta này. Attanang là của bản thân hả? Cách chia thứ sáu. Sở hữu các sát thí quy phát tí bà hú quá chẳng hạn. Nên lau chùi của bản thân mình, hay là chính bản thân mình, hay là tự ngã. Chữ Atta năng. Và câu cuối cùng chết ta ki lê sê hi bần đi tô. Chết ta ki lê sê hi bần đi tô. Chết ta ki lê sê hi, ở đây do hai từ chết ta là một và ki lê sê hi là hai. Chữ chitta đây là một danh từ trung tính akranta napum sakalinga. Chitta có nghĩa là tâm ha. Rồi kilesehi do chữ kilesa. Kilesa nó là một danh từ nam tính akranta pumlinga. Kilesa có nghĩa là cấu uế, ô nhiễm. Nhưng mà cái lê xá được chia theo xuất xứ cách, xuất xứ cách số nhiều, tức là văn chậm mí quy phát tiết và hữu quá trình á. Cho nên cái lê xá nó biến thành cái lê xê hí. Chích ta cái lê xê hí có nghĩa là khỏi các điều ô nhiễm của tâm. Khỏi các điều ô nhiễm của tâm. Khỏi các điều ô nhiễm của tâm. Và chữ cuối cùng Bandito do cái từ Bandita. Bandita là một danh từ nam tính Akranga. Và Bandita ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, số ít. Bạch Tham Á e ca qua chánh năng quyền phát tí. Cho nên Bandita biến thành Bandito là người trí, bậc trí. Người trí bậc. Câu Phật ngôn 85 cho chúng ta ý nghĩa bậc trí. Sau khi từ bỏ các dục
không còn có vật gì, nên mong mỏi sự có thích ở nơi ấy, nên thanh lọc bản thân khỏi các điều ô nhiễm của tâm. Xin lặp lại. Bậc ký, sau khi từ bỏ các dục, không còn có vật gì, nên mong mỏi sự thỏa thích ở nơi ấy, nên thanh lọc bản thân khỏi các điều ô nhiễm ở tâm. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát: phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịnh, chân như niết bàn, gỡ bao chướng ngại sân tham, nhiễm ô thanh lọc, xứng làm sa môn. Phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịnh, chân như niết bàn, gỡ bao chướng ngại sân tham, nhiễm ô thanh lọc, xứng làm sa môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Hoàn ý nghĩa từ vựng. Không có gì trở ngại ha. Rồi, câu Phật ngôn 88 chưa có kết thúc. Bởi vì duyên sự còn dính qua câu 89. Và câu 89 là sẽ kết thúc với phẩm hiền trí, Panditawaka. Còn một câu nữa thì chúng ta mới biết ý nghĩa câu 87, 88 và 89. Nhưng mà có người đưa tay nói rằng đã biết rồi. Biết rồi, nói cho bà con nghe đi. Mời Sít Kim. Con xin kính chào sư chí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Biết cái gì, con tôi hỏi có gì thắc mắc thì con thắc mắc con hỏi thôi. Con có thắc mắc chỗ câu số 3 á sư. Cái chữ bá lý vô đáp thầy giá thôi sư. Cái chữ đó nó là động từ con biết rồi, nhưng mà nó có tiếp đầu ngữ rồi nó có chữ gì đó sư phân tích dùm cho con được không sư? Con muốn biết cái chữ đó gồm bao nhiêu chữ hợp lại đó. Dạ con xin trả máy vậy ạ. Sa thu sĩ kiềm pariyo dappaya ha. Chữ pari vô đáp bày giá ở đây chúng ta thấy rằng có tiếp đầu ngữ pari ở phía trước này ha, và căn ngữ của nó là căn ngữ đa. Căn ngữ đa có nghĩa là thanh lọc, lau chùi. Nhưng mà pari vô đáp bề tí, cái động từ này nó đi với tiếp đầu ngữ pari cộng với áo quá cộng với căn ngữ đa. Nói tóm tắt thì quý vị thắc mắc, nhưng mà nói dài dòng thế này thì nhiều vị trong room cảm thấy nó quá, cái xấu quá này nó làm cho chúng ta rối theo, cho nên nói lướt qua thôi. Nhưng mà lướt qua cũng người không chịu, phải nói cho nó rõ hơn. Vậy thì pariyo đáp bày gia tiếp đầu ngữ pari cộng với cái gì? Cộng với căn ngữ đa, trong đó có những cái mà chúng ta thấy cái từ awa này ha, từ pari này ha, và cái chính của nó là căn ngữ đa, có nghĩa là thanh lọc lau chùi. Động từ là pariyo dappeti, nhưng mà khi nó cũng là một động từ số ít ha, là pariyo dappeya.
Thì đó là một cái sự phân biệt. À rồi, còn thắc mắc nữa hả? Thắc mắc nói tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn sư. Sư có con theo con hiểu có phải là cái chữ Pariyo Đa Phay Giá rồi mấy chữ Bá Rí cộng với E Quá rồi cộng Đá Phay Giá, Đá Phay Giá cái căn ngữ của nó là đá. Thì như chữ mà sư nói E Quá đó, tại sao nó có chữ Y trong đó, thì ra nó phải thêm cái chữ Y vô rồi cộng thêm cái E Quá, thì chữ Y cộng với E Quá nó biến thành chữ vô phải không sư? Con chỉ thắc mắc hỏi vậy thôi, con chưa có học về cắt và ráp chữ, thành ra con thắc mắc như vậy. Có phải là cái chữ Pariyo Đá Phay Giá bằng Pari cộng chữ Y Kret cộng chữ E Quá rồi cộng Đá Phay Giá, mà Đá Phay Giá căn ngữ nó phần chữ Đa, có phải như vậy không sư? Con xin cảm ơn sư và trả máy lại. Alo, 123, 123. Thì Pariyo Đa Phay Giá hoặc là động từ Pariyo Đa Bề Tí, thì tiếp động ngữ là Pari cộng A Quá hay là cộng chữ Y Kret dài ha. Và cái chính ở đây là căn ngữ Đa. Căn ngữ Đa nói lên cái sự thanh lọc, sự lau chùi ha. Thì chúng ta hãy chú ý đến cái căn ngữ này thôi, còn những cái tiếp đầu ngữ kia nó bổ sung, nó làm cho sáng tỏ à, thì cái đó nó chỉ là phụ thôi. Còn cái chính là căn ngữ Đa này, căn ngữ Đa Bê Tí này à, thì biết như vậy thôi. Chứ còn đi sâu vô đây á, khi nào chuyên môn rồi chúng ta tính. À, trong room này toàn là chuyên khoai không dám có chuyên môn, cho nên lướt qua để chúng ta còn có thời gian hiểu à, câu Phật ngôn này nói lên cái gì. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, cái trí tự rửa sạch, tấu uế từ nội tâm à, cái quan trọng là cái này này à. Chứ còn bây giờ thêm từ ngữ á à, nên là quý vị biết rằng à, tam sao thất bổn à, nhưng mà chúng ta trở lại cái căn ngữ để rằng à, căn ngữ Đa là quan trọng, chứ không phải là à, cả một cái câu Pariyo Đa Phay Giá hay Đa à, Pariyo à, Pariyo Đa Bề Tí à, mà cái quan trọng là thanh lọc lau chùi. Thanh lọc lau chùi cái gì? Chính cái bản thân của mình à, cái câu Pariyo Đa Phay Giá Atta Năng đó, nên là thanh lọc bản thân, lau chùi bản thân, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái mà nhiều khi văn hoa bay bướm à, nó đi ngoài đề à, mà chúng ta hay chú trọng vào nội dung. Rồi thế còn thời gian đã đủ thời gian để nói chuyện không? Ồ, mới cái 6:03 thời gian quý vị thảo luận còn rất nhiều ha. À, khi mà chúng ta thắc mắc cái quan trọng là chúng ta thảo luận để có một cái sự thông thoáng. Không phải chúng ta học những câu Phật ngôn này là tôi thuộc lòng rồi còn mọi cái gì bỏ hết à, chỉ học thuộc lòng đem vào âm nói ra đây là lời Phật dạy. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào để thực hành chứ? Bây giờ Tam Tạng Pháp Bảo quý vị thấy 84,000 pháp môn à, tạng kinh, tạng luật, tạng luận nè, wow. Rồi làm cái bìa cho đẹp, rồi mua cái tủ cho thật sang trọng, để Tam Tạng Pháp Bảo vô đó, suốt ngày mình quỳ mình lại. Cái đó có một sự tôn kính vậy cũng quý vậy, tôn trọng pháp, kính trọng pháp. Nhưng mà cái tôn trọng như vậy có xứng đáng hay không? Trong khi những lời dạy của Đức Phật chúng ta đem ra thực hành,
cái thực hành nó quý hơn chứ. Khi mà Đức Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì các vị chư thiên mới đem hoa trời rải xuống, tức là cúng dường Phật báo, bởi vì đây là lần cuối Đức Phật ngài ra đi và không gặp lại nữa, cho nên chư thiên mới đem bông trời rải xuống, mà quý vị biết rằng ngập đến đầu gối luôn. Thì sự cúng dường của chư thiên như vậy là một cái sự cúng dường rất là trọng thể, rất là hy hữu, rất là cái gì đặc biệt. Trong thế gian chúng ta có ai được chư thiên ái kính mà tung bông hoa mà coi như cúng dường cho đến nỗi mà coi như ngập đầu gối như vậy đâu. Thì Đức Phật là chỉ cho ngài Ananda là có thấy không, chỉ cúng dường trọng đại hy hữu như vậy chỉ một lần trong đời của Như Lai, trước khi Như Lai nhập diệt, thì đây là một điều hy hữu. Nhưng cái sự cúng dường đó nó không có giá trị, nó không bằng cái người thực hành theo lời dạy của Như Lai. Và cũng chính trong cái thời gian mà Đức Phật coi như tuyên bố mà vương là 3 tháng nữa ngày nhập Niết Bàn, thì các vị phàm tăng khóc lóc buồn rầu sầu khổ, nghĩ rằng mình không còn bóng mát để nương nhờ, không còn có người để mà coi như nhắc nhở khích lệ trong cái sự tu tập, nghĩa là cái đoan vây xung quanh Đức Phật để coi Đức Phật có di chúc gì hay không, có nhắn nhủ gì hay không, có khích lệ, có cho mình một cái chiêu nào để mà cái trong cái sự tu cho nó nhanh chứng đắc. Thì cái ngồi chờ như vậy rồi khóc như vậy xung quanh Đức Phật. Nhưng mà rồi cũng trong cái nhóm phàm tăng đó có một vị tên là Tích Xá, vị này nghĩ Đức Phật này nói rằng 3 tháng nữa ngày nhập diệt, biết bao nhiêu vị tỳ kheo chư tăng nên là khóc lóc như vậy, bây giờ cái giọt nước mắt làm được cái gì. Cho nên cái vị này nó không giống như những cái người kia, mà vị này tìm một cái chỗ thanh vắng lo tu tập, ôn lại những lời dạy của Đức Phật, cái điều nào mà tâm đắc, cái điều nào mà mình cảm thấy rằng đời tu của mình có thể vươn lên, có thể đạt được cái mục đích của phạm hạnh. Và vị này tìm nơi thanh vắng lo tu tập, không có khóc lóc buồn rầu sầu khổ như mấy vị kia. Và vị này nhờ cái sự độc cư nhàn tịnh như vậy, vị này chứng đắc thánh quả A La Hán. Nhưng mà cái hành động của vị này, nghĩa là tìm nơi thanh vắng để tu tập, đó là một cái sốc đối với các vị phàm, nghĩa là không có thương tưởng, không có tôn kính bậc đạo sư, mà chỉ ích kỷ cá nhân lo tu tập, không biết có tu tập hay là ra đó ngồi ngủ gục hay là kiếm những cái chỗ vắng vẻ rồi cái vui thích cá nhân. Thì cái hành động đó được các vị tỳ kheo cùng phàm đó bắt cái vị tỳ kheo này đem tới trình Đức Phật, nói rằng vị này không có một cái lòng tôn kính bậc đạo sư, mà tìm một nơi thanh vắng như vậy là coi như không có hiếu, không có có tôn trọng ngài. Thì Đức Phật ngài mới xác định là không phải vậy đâu, cái sự cúng dường bông hoa của chư thiên nó không có giá trị bằng cái vị tỳ kheo Tích Xá này. Vị tỳ kheo Tích Xá này đã cúng dường pháp, đã thực hành pháp, đã tôn trọng Như Lai, cúng Như Lai bằng sự hành đạo, và Đức Phật tán thán cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó tên là Tích Xá. Thì đối với câu Phật ngôn này chúng ta thấy thế nào? Hãy cầu vui Niết Bàn, mục đích của mình là đạt đến cái sự tĩnh lặng, tịch diệt, sự an vui của Niết Bàn.
cái gì mà Thế Kim mà biết em vô nói rằng hôm nay có năm sư vô luôn mà kệ ổng. Thì bây giờ cái mục đích này, cái vị tỳ kheo đó muốn gì? Vị đó muốn cái mục đích của mình phải hoàn thành, mà cứu cánh của sự tu tập đó là sự an vui, sự nghĩa là vượt qua khỏi vô minh và phiền não, niết bàn. Niết bàn là một từ nibbana, đi ra khỏi rừng. Chúng ta còn ở trong cái rừng vô minh, tâm tối, bất thiện. Thì bây giờ hãy cầu vui với niết bàn, tức là chúng ta đi ra khỏi những cái buồn rầu sầu khổ của tham ái, của sự chấp thủ. Tức là hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, tức là từ bỏ, gạt bỏ, không có vương vấn. Thì chúng ta sẽ làm gì? Tự mình thanh lọc thân tâm, tức là không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch đó, tức là tự mình rửa sạch. Rồi những cái gì, những cái phiền não, những cấu uế, những cái bất thiện ở trong nội tâm, mà ở đây là ngũ ngầm phiền não ha, những cái phiền não mà trong nội, trong tâm, ở bên trong á, chứ không phải là những cái bên ngoài. Thì đây là một câu Phật ngôn mà chúng ta có thể, với câu Phật ngôn này trong cuộc sống của chúng ta, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Thì cái điều này, trước khi làm cái gì, chúng ta phải coi cái nhân, cái quả của cái việc làm đó. Và cái quan trọng là chính bản thân của mình phải là tự tại, phải là trong sạch. Khi mà cái con người của mình mà trong sạch, nghĩa là đứng trước một số đông, hoặc là đứng trước nghĩa là những quan tòa, mình cảm thấy là mình không có lỗi gì hết. Những cái gì ở trong tâm của mình rất là trong sáng thì mình đâu có sợ một ai. Mà khi một người mà cảm thấy rằng mình an trú trong giới của mình, coi như không bị sức mã, không bị ô nhiễm, không bị vấn đục, thì mình đi đâu cũng được chư thiên ái kính, mình đi đâu cũng có coi như là quý nhân phò hộ. Thì như vậy mình sợ gì? Thường thường người ta nói có tật mới giật mình nhé, còn bây giờ mình không có tật, không có lỗi, giật mình cái gì vậy nè. Câu Phật ngôn này tức là muốn làm sáng tỏ một vấn đề gì thì trước tiên mình phải trong sáng trước. Mà trong sáng phải là hình thức tô son, vẽ phấn, rồi làm cho nó sạch sẽ, làm cho người ta nhìn đáng ưa, đáng mến. Không phải là hình thức, mà chính cái nội tâm của chúng ta, nội tâm của chúng ta có trong sạch thanh tịnh hay không, cái điều đó điều quan trọng. Ở một cái câu nói mà người ta hay đề cập là tướng tự tâm sinh. Nội tâm của chúng ta coi như trong sáng thì cái thần thái của chúng ta cũng phát quang luôn. Tức là ở trong mà tốt á, thì ở ngoài nó cũng thể hiện. Cho nên hãy chú trọng về bên trong. Những cấu uế của nội tâm nó rất là quan trọng. Thân, khẩu và ý, thì cái ý nghiệp nó quan trọng hơn là thân nghiệp hay là khẩu nghiệp. Bởi vì câu Phật ngôn đầu tiên, tâm dẫn đầu các pháp. Rồi, chúng ta chỉ gợi ý như vậy để quý vị coi như triển khai câu Phật ngôn này và hiểu như thế nào để sự thực hành của chúng ta có được kết quả khi mà áp dụng câu Phật ngôn này vào đời sống của chúng ta. Rồi, thời gian còn lại ha, còn hơn 15 phút nữa. Bây giờ với câu bà con này, ý kiến của quý vị sao? Ai cảm thấy rằng cái ý kiến của mình hay hơn nữa thì cứ liền phát biểu.
cho cái cảm tưởng của mình để áp dụng vào câu Phật ngôn này trong cuộc sống có nhiều cái kết quả tốt đẹp hơn. Rồi mời quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Còn 15 phút nữa. Alo, alo. Giờ này là giờ nên hỏi. Chúng ta học mà chúng ta không hỏi, không hiểu, không nhớ thì làm sao mà thực hành ha? Chúng tôi chỉ gợi ý để rồi quý vị có những ý tưởng hay hơn đối với câu Phật ngôn này. Alo, chạy đâu hết trơn rồi. Nhất là Sikha hồi nãy vô đọc sai chút kiếm chuyện, cái là bây giờ bỏ chạy mất tiêu rồi. Còn ai nữa không? Ai thắc mắc để Đức Pháp Trang còn không? Ồ, để Đức Pháp Trang ở ngoài kia mưa gió nước non lụt lội nè, có ảnh hưởng gì đến chùa không? Để Đức Pháp Trang chùa ngoài đó thấy mấy clip đưa lên thấy nước ngập, rồi chùa có bị ảnh hưởng gì không? Alo, Đại Đức Pháp Trang không có ở đó nữa hả? Rồi, cô tu nữ Phúc Hạnh cũng đi đâu nữa rồi? Rồi, Sĩ Quang Thanh. Rồi, hồi nãy có Minh Tấn đồ này kia nữa. Sao? Ở Bình Định sao rồi? Alo, alo. À, Sĩ Quan Thanh ơi, mưa gió ngoài đó làm sao? Chùa bị có ảnh hưởng gì hay không? Thì chúng ta cũng mong một cái sự an vui, nơi một cái cảnh giới, một cái cảnh, một cái cõi, một cái vị trí, nhất là một ngôi chùa có được một cái bông mát để cho chư Phật tử tới tạo những thiện sự. Hãy cầu vui Niết Bàn, Niết Bàn xa quá rồi. Hãy cầu vui nơi một ngôi chùa. Mà ngôi chùa đó thì chúng ta coi như dẹp bớt tham ái nè ha, bớt cái chấp thủ nè ha, bỏ dục không sở hữu nè. Chúng ta nương nhờ một ngôi chùa để làm gì? Để tự mình rửa sạch những cái gì mà coi như tội lỗi ác pháp. Mà những tội lỗi ác pháp ở đâu? Nó từ cái nội tâm của mình. Chúng ta nương vào ngôi chùa để chúng ta tu tập. Đó là một cái vấn đề mà thiết thực trong cuộc sống. Rồi Sĩ Quan Thanh nghĩ như vậy có phải hay không? Chùa Phước Quang là một nơi mà Sĩ Quan Thanh coi như hiểu biết về Phật pháp, thì ứng dụng câu này đối với chùa Phước Quang: hãy cầu vui Niết Bàn, hãy cầu vui Phước Quang đi. Chính ngôi chùa đó đã làm cho Sĩ Quan Thanh coi như trưởng thành, trưởng dưỡng công đức trong thiền pháp. Thì Sĩ Quan Thanh nghĩ sao? Rồi mời Sĩ Quan Thanh có ý kiến ha. Alo, Sĩ Quan Thanh đâu? Bàn tay đưa lên đi. Mình áp dụng cái câu này trong hạn hẹp cá nhân của mình đi. Rồi mời Sĩ Quan Thanh ha. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Ân Phật Pháp Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe thấy nói không? Alo, alo, mạng con bên này nó không được tràn nè ạ. Đạo tràng có nghe thấy con nói không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi, Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Thượng Tọa.
quán không và xúc kính lễ cô tu nữ tại duyên là con kính lễ phúc hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, ở chùa thì nó cũng rất không có bị ảnh hưởng gì thưa thưa ngài, do là chùa cũng cao mà chỉ có cái là bên xung quanh chùa là nước nó dâng lên thì chứ còn trong chùa thì không có vấn đề gì. Còn con xin nói thêm về cái câu thật ra con cũng không có hiểu nhiều về các câu Phật ngôn này lắm, nhưng con xin câu Phật ngôn này vào để cho mình tu tập. Là con nghĩ rằng là qua câu Phật ngôn này thì mình tâm của mình về cái sự an vui ở trong tâm mình cũng là an vui của Niết Bàn, là mình hàng ngày là mình tu tập giới và tu biết rớt mạng rồi thì cẩm mít trở lại. Quang Thanh ơi, dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quang Thanh biết Quang Thanh mất mạng rồi. Dạ cẩm mít trở lại được không Quang Thanh? Dạ thử cẩm mít trở lại đi nha. Nam Mô Bích Tha giá, vậy là Quang Thanh không cầm bích được rồi. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy có Thượng Vũ nè, có Hồng Mai nè, ở trước máy nè. Dạ, xa thưa bàn tay của tôi nữ Tự Duyên, giả kính mời cô. Dạ, xa thưa bàn tay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, một lần nữa con thành kính lễ sư công đức. Dạ, kính chào bà kèm. Dạ, để thời gian không gián đoạn vì thời gian có hạn, chỉ còn có trên dưới 10 phút. Thì nãy Quang Thanh nói tự nhiên thật ra cũng không nghe gì hết, tại cái đường nét của Quang Thanh chắc nó bị trục trặc. Nhưng mà hôm nay đường nét của tự nhiên không biết là có rõ được hay không nữa. Mấy bữa trước nó cũng bệnh hoạn lắm. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Cảm ơn nha. Dạ, kính chào là hôm nay rõ. Dạ, dạ con kính chào quý thầy. Thì qua Phật qua câu pháp cú này thì theo con suy nghĩ chạy qua nó kia nữa nè. Dạ, mình bắt bài lên dùm để cho cái đoạn đầu nói gì về Niết Bàn ha nha mình. Thì nói về Niết Bàn thì rất xa để mà luôn theo câu Phật ngôn này. Thì theo con suy nghĩ, dạ để con đọc coi câu hãy cầu vua Niết Bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Ở đây con muốn chia sẻ và cái sự hiểu biết của mình dựa trên câu Phật ngôn này. Nếu mà những người mà trong thời quá khứ xa xưa, trong thời Đức Phật thì họ rất nhiều người để mà chứng đắc đạo quả. Nhưng hiện tại
thì bây giờ chỉ cầu vui, được an vui và đừng có xảy ra những cái tật bệnh, chẳng hạn như là Covid. Covid nó cũng rất nhiều nhưng mà bây giờ thì cũng được bình thường rồi. Nói chung thì giống như cảm cúm bình thường. Thì bây giờ mình chỉ cầu sao khỏe, sức mạnh để học, để tu, để trì giới, tham thiền, để rửa sạch cái nội tâm, để bỏ bớt những cái tham si, phiền não, bỏ bớt, để mà dựa theo những cái câu Phật ngôn như thế này, để thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là một cái sự, một cái sự thật mà chân lý của Đức Phật đã để lại những câu Phật ngôn. Và bây giờ chúng ta còn học, chúng ta có thể hiểu và dựa trên những cái câu Phật cú như thế này mà để thực hành theo. Tùy mỗi một người, mỗi một người, mình có thể, nếu cái người có học pháp thì khác với cái người không có học pháp. Và có những người có trì giới thì khác những người không có trì giới. Bởi vậy cho nên khi mà có học những câu Phật ngôn như thế này, mình sẽ áp dụng và nói đến những cái bậc mà A-la-hán thì mới có thể rửa sạch cấu uế và chứng đắc niết bàn. Còn nếu còn hiện hữu thì chắc chắn mỗi một người chỉ có là có thể sửa chữa và những cái nội tâm của mình như thế nào thì mình biết, mình chỉnh, mình sửa từ từ, chắc cũng phải nhiều đời nhiều kiếp mới sạch hết những cái cấu uế, những cái phiền não và bỏ những cái dục. Thật sự nếu còn ngủ uổng này thì chắc chắn không nhiều thì ít, chắc chắn phải có, nhưng mà thô hay là tế thôi. Dạ, theo con suy nghĩ cái câu Phật ngôn này thì con cũng dựa trên câu Phật ngôn này để nói lên những cái lời chia sẻ cái tâm tư của cái nội tâm mình. Dạ, con kính cho anh nè. Dạ, bây giờ con đã thấy tín hiệu của ngài. Dạ, con kính thỉnh ngài ạ. Sa thủ cô tu nữ tuệ duyên ha. Bây giờ chúng ta cùng phàm hãy nói lên những cái gì trước mắt của chúng ta. Hiện giờ cô tu nữ tự duyên ha, nương nhờ nơi chùa Viên Giác ha, có ngài Tuệ Siêu là vị thầy hướng dẫn. Thì bây giờ nương nhờ mong cầu sự an lạc ở cái trú xứ của mình, nơi ngài Hòa Thượng Giác Giới ha, nơi chùa Viên Giác. Đó là một cái vị trí mà mình cảm thấy an vui nè ha. Từ cái vị trí đó chúng ta coi như tha mái do dục nè, rồi do sự chấp thủ nè, chúng ta từ từ ta buông bỏ. Mà cái quan trọng á là mình nhìn lại chính mình, cái thân tâm của mình làm sao mà coi như tự rửa sạch. Bằng cách đó là chúng ta coi như nội tâm của chúng ta từ bỏ những cấu uế, những phiền não, những tham lam, sân hận, si mê. Đó là cái điều mà trước mắt của chúng ta. Đừng có nói các vị A-la-hán, các vị thánh làm gì, bởi các cái vị đó đã gặp Đức Phật và đã có những câu Phật ngôn này. Vậy thì chúng ta học những câu Phật ngôn này để áp dụng trong cuộc sống nè. Ví dụ mình mong cầu sự an vui nơi một ngôi chùa gần mình,
À, bởi vì sao? Đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, thì ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Thì bây giờ Tam Bảo là thường trụ. Cái ngôi chùa mà chúng ta hay đến, tức là chính cái chỗ đó chúng ta cầu sự an vui của Niết Bàn, à, cầu sự an lạc của nội tâm mình. Mà muốn được như vậy thì chúng ta bỏ dục không sở hữu, tham ái, ái dục, phiền não nè, chúng ta chấp thủ vào đó nè. Chính những cái đó chúng ta còn chấp thủ, còn sở hữu, không bỏ được, cho nên chúng ta đau khổ. Vậy thì cái trí tự rửa sạch cái gì? Rửa sạch tức là những cái gì tham lam sân hận ở nội tâm của chúng ta. Cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra đây thực tế nhất là thường tọa quán không. À, quý vị biết rằng muốn tạo một cái trú xứ, một cái nơi bình an, tức là cầu sự, mong cầu sự an vui với một cái vị trí mà người ta gọi là an cư lạc nghiệp, mà tạo một cái ánh sáng Phật pháp tại một cái nơi mà chưa có, chính bản thân của mình tạo một cái trú xứ. Mà tạo cái trú xứ để làm gì? Để tu tập. Mà tu tập thì tham ái nè, những cái sở hữu nè, những cái bất thiện nè, mình phải gạt bỏ xuống. Rồi tự chính bản thân của mình phải làm gương mẫu. Mình là người mà coi như một cái địa phương, một nơi xa lạ mà khai sơn lập tự, đó là một điều rất khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà thượng tọa với cái tuổi mà cũng gần trời xa đất, hôm qua có cái từ này, gần trời xa đất, tức là chúng ta hay tu phải tiến lên, chứ không phải nói gần đất xa trời. Gần đất xa trời là những người với cái tư tưởng đi xuống, mà chúng ta gần trời xa đất, tức là phải tự rửa sạch mình nè. Rửa sạch cái gì? Tham sân si của nội tâm. Thì cái điều mà chúng tôi muốn ăn đạo tràng, quý vị hãy hỗ trợ thường tọa quán không, để rồi có được một cái trú xứ, có được một ngôi tam bảo mà người ta gọi là tam bảo thường trụ, chùa chiền, chứ không phải là chùa rồi mình hưởng cho chính cá nhân của mình rồi con cháu, không. Tức là từ tay vị này qua tay vị khác mới duy trì, mới phát huy cái ngôi tam bảo được, chứ không phải chùa là chùa tư. Thì tuổi cao sức yếu mà cũng ráng thành lập một cái ngôi tịnh thất để làm gì? Đó là một cái sự an vui của Niết Bàn. Nhưng mà đừng nói Niết Bàn xa vời, một cái nơi an vui, một cái trú xứ, một cái nơi mà độc cư nhàn tịnh, để rồi mới từ bỏ được tham lam sân hận si mê, không có chấp thủ và cảm thấy cái nội tâm của mình đã ly tham. Những câu quế tức là ly tham, ly sân và ly si, mà con người không còn tham sân si, đó chính là Niết Bàn, đó là quả vị của A-la-hán. Thì trên đường tu tập của chúng ta, hãy hỗ trợ, hãy khích lệ, hãy sát tấn với nhau, để rồi chúng ta cảm thấy an vui trong thiện sự. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây ha. Thì có gì thì quý vị thắc mắc hỏi thường tổ quán không, những cái điều mà chúng tôi nói đúng hay là sai. Rồi, xin kết thúc ở đây ha. Câu Phật ngôn này rất là hay, nhưng mà chúng ta áp dụng trong hiện tại. Đừng có nghĩ câu này Đức Phật nói với các bậc thánh, mình không phải là thánh thì xin lỗi bỏ qua một bên, không được. Lời dạy của Đức Phật là chân lý, là sự thật. Thì cái sự thật đó chúng ta vẫn áp dụng đối với chúng ta trong tục đế này. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi là để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoài lực vô biên chư toàn giác độc giác và thính thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sát chawa che na so thiểu vô tu sa
Do lời chân thật này, tín nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ.